Rang đi, rang tầm đi. Rang. Em rang tầm. Đúng vậy. Ôi, ơi. Thôi, anh sợ mấy con nhúc nhích lắm. Rang đi, tụi em phụ. Rồi lấy ra đi, lấy ra ngoài đi, lấy ra ngoài trước đã. Ôi, ơi, ơi. Thôi trời ơi, nổi dậy luôn á, trời ơi. Anh như thường. Ghê thiệt nhưng mà đừng. Ơi, ghê thiệt nhưng mà đừng có. Ơi, cái gì vậy bà nội? Giờ mình sẽ mở nó ra để mình rang nó lên. Ôi, nó chỉ là con tầm, người ta là bằng bột thôi, nó chay mà, bằng bột thôi, nó chay mà, nó chay mà. Không có con tầm nào chay hết à? Cãi, ta là bằng bột mì mà. Ý anh là tại con tầm nó không có ăn thịt á. Anh lật lên cho em. Lật lên cho em coi thôi nha. BB Trần anh bước lên đây. Mọi người nhìn thẳng vào, nhìn thẳng vào mặt của anh BB Trần. Từ cấu tạo khuôn mặt từ trên xuống dưới. Ai giả gái nhiều nhất? Không. Ai trang điểm nhiều nhất? Không. Ai make up nhiều nhất? Không. Ai tóc dài nhất? Không. Em nói thêm miễn đi chứ, tới mai đó. Lãng mạn, đây là một cái sự lãng mạn. Ai là người chung tình nhất? Ai là người có người yêu lâu năm nhất? Gần rồi. Ai là người chung thủy nhất hả? Ai? Từ từ, Thủy Tiên. Ai là người có tình yêu lâu năm nhất? Sai. Đúng tình yêu rồi nhưng mà rộng ra, rộng ra. Ai là người có mối quan hệ lâu dài nhất? Không, không, ý là... Ai là người có nhiều người yêu nhất? Ai là người có ít người yêu... Ủa? Có ít người yêu nhất chứ? Sai luôn. Ai là người có tri kỷ lâu nhất? Lâm Vy già phải biết điều này. Gần với chị, gần với chị. Ai là người... Nó có là có thời gian à, là... Khoan từ đây. A gì? Ơ a cái tao quên luôn. Trời ơi, sao đổi đồ vậy trời. Bậc thầy sân thượng phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024.